nhóm báo đen dùng chai thủy tinh tấn công người đi đường Hà Nội nhằm mục đích giải khuây. Ngày 6 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng và quyết định tạm giữ hình sự 8 đối tượng dùng chai thủy tinh tấn công người đi đường trên địa bàn quận Tây Hồ và quận Hoàn Kiếm. Danh tính các đối tượng gồm Ngọ Văn Quang, Dương Quốc Cường, Ngô Phúc Thiện, Bùi Tuấn Long, Nguyễn Hoàng Anh, Ngô Tiến Huy, Hoàng Văn Toàn và Ngọ Tiến Huy có độ tuổi từ 15 đến 17 tuổi, cùng trú tại huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang. Trước đó, khoảng 2 giờ 30 phút rạng sáng mùng 5 tháng 4, đội cảnh sát hình sự, công an quận Hoàn Kiếm phát hiện một ổ nhóm thanh thiếu niên có biểu hiện nghi vấn di chuyển trên đường nên đã triển khai phương án theo sát, sẵn sàng phương án vây bắt. Khi đi đến khu vực ngã ba Hàng Thùng, Trần Quang Khải, các đối tượng trên đã sử dụng vỏ chai bia bằng thủy tinh để ném liên tiếp vào người đi đường khiến nhiều người sợ hãi. Ngay lập tức, lực lượng công an đã tổ chức bắt giữ. Khi các đối tượng đến khu vực cây xăng Trần Quang Khải, các trinh sát đã vây bắt được Ngọ Văn Quang và Dương Quốc Cường. Quang và Cường khai nhận, tất cả nhóm đều ở huyện Hiệp Hòa Bắc Giang, thành lập một nhóm trên mạng xã hội gọi là Báo Đen. Thay vì báo ban học tập, rèn luyện, nhóm thường xuyên tụ tập cùng nhau, chuẩn bị giao kiếm, vỏ chai bia và rủ nhau đi xe máy xuống Hà Nội vào thời gian rạng sáng với mục đích gặp nhóm thanh niên nào gây sự sẽ đánh nhau. Mở rộng điều tra, Công an quận Hoàn Kiếm đã phối hợp cùng Công an tỉnh Bắc Giang bắt giữ các đối tượng còn lại. Ngoài ra, với thủ đoạn tương tự, nhóm Báo Đen cũng đã gây thương tích cho nhiều người tại khu vực quận Tây Hồ và tuyến cơ D401, phường Trương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội vào rạng sáng mùng 2 tháng 4, gây án, xong cả nhóm rú ga chạy về Bắc Giang. Hiện Công an quận Hoàn Kiếm đang phối hợp với Công an quận Tây Hồ để làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.